Quý vị và bà con đang chứng kiến cảnh tượng một con báo hoang dã đang tháo chạy khỏi sự truy đuổi của người dân. Con báo này mới đây bất ngờ xuất hiện và gây náo loạn một khu dân cư ở vùng Sabaka Naga thuộc bang Maharashtra của Ấn Độ. Con vật hung dữ đã tấn công liên tiếp nhiều người khiến cho 3 nạn nhân bị thương khá nặng phải nhập viện. Các kiểm lâm viên cùng dân làng phải rất vất vả mới khống chế được con báo sau nhiều giờ nỗ lực truy bắt. Các cán bộ lâm nghiệp cho biết con vật sẽ sớm được thả lại môi trường tự nhiên cách xa khu dân cư để đảm bảo an toàn.